Hello cả nhà, chiều nay em cắt cành bưởi da xanh, giống bưởi da xanh siêu trái mà nó không có hạt các bác nhé. Đây, những cành bưởi da xanh của em là đầy đủ rễ hết rồi. Rễ rất là đẹp các bác ơi. Đây, trên cành, những cái cành nó đang có trái luôn này. Này, rễ tuyệt vời không? Đó. Thì chiều nay em cắt bưởi, cành bưởi da xanh thì em gửi cho các bác đặt hàng nhé. Thì em làm video này để em quay thực tế này, em cắt trên vườn bưởi da xanh của em. Trước thì cũng có một số bác đến để ăn thử đấy, rồi xem vườn bưởi của em đấy. Đây, bưởi da, bưởi da xanh của em đây. Đấy, trên những cây đang có trái, đang thu hoạch đây. Đây, đang có trái rất đẹp các bác này. Đó, bưởi da xanh. Thì bữa trước em có trao đổi các bác rồi, các bác đến để đặt hàng này. Cái cành em bấm là nó ra trái luôn này. Chứng tỏ bưởi da xanh chúng ta càng cắt thì cắt sâu ở trong thì nó càng ra trái, nó càng đẹp các bạn. Nên bưởi da xanh chúng ta phải lên làm trái trong thân nhé. Khi trái ngoài đầu cành thì thường nó sẽ kém hơn, nó không bằng trái trong thân đâu. Đây thì cây này em mới xả được một cây này xuống. Cành đây, cành bưởi này được gửi về Bình Định các bác nhé. Gửi Bình Định. Trời nắng quá các bạn. Đây, đây. Giờ còn cây này nữa, em vừa cắt trụi luôn này. Đặc biệt bưởi da xanh của em thì nó không có hạt các bạn. Đây, còn cây này nữa. Đây, chiết cho các bác đặt hàng đây. Đây. Trời nắng và các thứ này, các bác bọc cái túi giấy này thì cực kỳ an toàn. Đây, quả này chắc phải cân rưỡi rồi. Đó. Đây, cành bưởi da xanh. Đẹp không? Đấy, em chiết trực tiếp trên những cây đang có cho trái nhé. Đây, dễ này. Dễ ra ngon này hết rồi. Đây. Đây. Đấy. Có thể là mình chiết trên những cây nó đang có trái này thì cành nó không được đẹp bằng những cây tơ. Đấy. Nhưng mà được cái là nó trồng về nó cực kỳ nhanh có trái. Đấy. Dễ nó già này, nó bó hết này. Đấy. Đấy. Nên là em làm giống thì làm các loại giống cây trồng ấy, cho các bác đặt hàng ấy thì rất làm trực tiếp của các bạn, chứ không có phải đi nhập về mua đi bán lại hay là đến lúc nó có chuẩn giống hay không. Thực tế trên cái cây vườn, cây bưởi da xanh của em, cây bưởi rất to rồi. Cái này 65 này các bác này. Đó. Đây. Đấy, chiết những cái cành nào mà đẹp nhất. Đấy, đẹp nhất mà nó dần dần cái cành như thế này. Đấy, này em sẽ chiết cho các bác. Thì đây này em cắt cho những bác đã đặt hàng nhé. Còn các bác nào mà chúng ta muốn trồng cái cành này thì các bác cứ halo cho em. Úi giời, cái quả này to không các bác này. Úi giời này. Quả này, đấy, này, này nằm trên cái cành này, đó, thì em trực tiếp chiết trên cái cây này đang cho trái luôn, đây thì cho các bác đặt hàng cho em đây, đấy, này về các bác trồng thì cực kỳ nhanh có trái, nhớ cho nó đảm bảo em làm bưởi hoặc là làm giống cây trồng như thế là làm thực tế trên vườn luôn. Toàn bộ số lượng này thì các bác ở Bình Định bác ấy đặt giống hết rồi. Đấy, số lượng này thì em chiết làm 2 đợt. Đấy, đợt sau chắc còn khoảng 1 tháng nữa mới cắt được. Bác nào có nhu cầu về giống bưởi da xanh, giống bưởi da xanh thì alo cho em. Cái cảnh đẹp không các bác này. Này. Đó, này, dễ này. Quá tuyệt vời luôn. Đó. Đây. Dễ ra đẹp không này. Đó. Khi em bấm cái cành này ra là nó sẽ ra chồi những cái cành này thì nó sẽ tiếp tục lại ra quả. Đấy. Thì em cắt trực tiếp cho các bác đặt hàng luôn, không phải giấu giếm gì cả, làm cái gì nó cứ thực tế cho người nông dân của mình trồng cho nó an tâm. Đây, đây cắt cái cành này nó đang mang trái luôn này. Ui giời, đây nó mang mấy quả luôn các bác này, trái đây, đó, này, cành bưởi da xanh này. Bưởi xanh nó ra quả luôn này. Đấy, nay mà trồng mà không ra trái thì thôi thì em chịu thua luôn đúng không? Đấy. Đây. Trực tiếp đây, đây, quả đây. Này. Nay mà các bác trồng thì yên tâm này, trong vòng 2 năm là ra đầy quả rồi. Cây em để làm cành chiết thành ra em không dám bón phân các bạn. Đấy nên trái nó không thể to được. Hai nữa em chiết khá là nhiều cành cho các bác đặt hàng. Nên là nó sẽ cây nó sẽ lụi. Đấy.
Tuy nhiên là mình quan trọng nhất là cái giống nó phải chuẩn, đúng giống bưởi da xanh ruột hồng đấy. Bưởi da xanh ruột hồng không hạt đầy đủ nói là như thế. Đây cành này, ui đấy này, trực tiếp như thế này mà các bác trồng mà không ra trái nữa thì chuyện vô lý đúng không? Ui cành này cái dễ đẹp không các bác này. Đó nên là nếu mà người nào làm không uy tín ấy, người ta chiết cành bưởi cho các bác là người ta chiết toàn những cây năm thứ nhất, năm thứ hai thôi. Cành này rất là đẹp đúng không? Ui quả này quả này, năm thứ nhất, năm thứ hai thì các bác về trồng thì cây cành nó rất là đẹp, tuy nhiên thì nó rất là lâu có trái, tại bưởi tơ mà. Nhưng đây là trên cái cây đang trực tiếp thu hoạch trái đây này, quả ra lia xia này đó, thấy không? Bưởi kẹp đôi là bác cứ phải cắt đi để quả thôi này. Đấy đấy, làm rất thực tế cho các bác luôn. Ừ. Em vừa cắt cành vừa quay phim, khả năng hình ảnh thì nó không được đẹp cho lắm, các bác thông cảm nhé. Trời nắng quá các bạn. Đây, cái bưởi của em nó rất là lâu năm rồi, gốc rất to rồi. Đây, gốc kia vành kia nó phải 5-60 rồi. Đây, cái bưởi da xanh của em các bác thấy không? Làm chúng ta kéo cành nó tỏa rất là đẹp. Đây, cái này thì em hay chiết cành cho các bác, nhân giống cho các bác đặt hàng này. Đây, ngày xưa đây. Đó. Nên là khi mà em cung cấp giống ra thì các bác yên tâm này, không bao giờ sợ bị lạc giống. Người dân của mình trồng là vô cùng yên tâm luôn. Đấy. Sau khi cắt cành này cho các bác, em lại phải cắt tỉa lại một lần nữa để cho cây nó ra, bắt đầu bón phân, giúp cho cây nó hồi phục, nứa cành sau mới lại chiết được. Đây, giống bưởi da xanh đây. Đấy. Nên là các bác yên tâm nhé, cây không hề bón phân, bao nhiêu ngày tháng không hề bón phân, đã chiết cành thôi thì không thể bón phân được. Này. Tháo thử quả này ra cho bác xem này. Này em không có bón phân, không có phun thuốc thì ui thôi thôi chết rồi, xong rồi xong rồi, cắt nhầm rồi. Ôi ôi phí quá, bữa này vẫn còn non. Thôi nhầm rồi, nhầm rồi nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi các bác ơi. Em cứ tưởng em cắt cái cành phụ bên cạnh đi, ái dè nè, tương luôn cái quả bưởi đi. Trời ơi cái quả bưởi này đẳng cấp luôn này, túi bọc rồi còn cứng luôn này, chặt luôn đấy, chặt luôn các bác, dịch dỡ đấy. Đây đây rồi, đây bưởi da xanh, đây xanh lét đúng không các bác? Đấy quả này còn non này, chưa già, quả này chắc khoảng được 5 tuổi đấy, quả này khoảng hơn cân đấy. Bưởi da xanh đây, quả này mà để to nữa thì chắc nó phải làm cái ký 7, ký 8. Các bác thấy đẹp không? Quá tuyệt vời nhỉ. Này. Đó, chuẩn bưởi da xanh luôn đấy. Ôi giời ơi, em cắt cái cành, em cứ tưởng cái cành nó thừa cái đầu lên, nhưng mình lại đặt kéo hơi thấp. Tính là cắt cái cành này thôi. À giờ nó tương luôn cả cái quả này rơi luôn. Phí hoài, nhưng mà cây chủ yếu là để nhân giống cho các bác đặt hàng thì nó cũng không có, không có ảnh hưởng lắm, làm trái thì mới ổn, không ổn đấy chứ này, đúng không? Đấy, cành đây, em làm cái gì nó rất thực tế, làm bất cứ một cây gì em đã nói là ví dụ cây mắc ca là 1, cây dổi là 2, cây bưởi là 3, chôm chôm là 4, đấy nhãn là 5, đấy, na thái là 6, những cái dòng cây như thế là em trực tiếp em làm giống cho các bác thì các bác không cần phải lăn tăn về cái độ chuẩn giống của nó, đấy. Nên là đây, những cái cây này mà các bác trồng thì em nói các bác 2 năm là ra đầy quả rồi. Chiết thì mặc dù trên những cái cây già này thì cành nó không được đẹp, nhưng nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với người ta chiết ở những cái cây mà nó gọi là cái cây bưởi tơ ấy. Chiết cành nhìn đẹp lắm. Đấy. Ở miền Tây đa phần người ta nhân giống cho các bác là đa phần nhân giống ở cây bưởi tơ ấy, chứ cây bưởi kinh doanh là họ ít ấy. Tại vì cắt cành đi nó rất hại cây, quá trình chiết thế không được bón phân. À, các bác nhìn cây này em cắt trụi cành luôn này, nhìn nào, sơ sát không? Đấy, chia hết cho các bác luôn. Này, dễ này. Rồi bác nào cần cái giống bưởi da xanh nhá, đấy thì alo cho em số điện thoại là 0959 07167.
thì em sẽ có thì em sẽ gửi ngay, không thì em các bác đợi em để cho cây nó ra rễ các thứ thì em cắt em gửi cho các bác. Về cây như thế này các bác trồng thẳng cho em luôn. Đây, như này các bác trồng thẳng cho em. Đấy. Các em sẽ cắt tỉa cái đầu ngọn đi. Trồng thẳng thì cây này như thế này 2 năm sau lên là nó ra trái ngay, rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Đây. Đấy. Còn nhiều bác thì có thể trồng chơi đúng không? Trồng trong chậu. Bưởi xanh trong chậu thì quá đẹp. Đấy. Bữa này mình trồng trong chậu thì nhất luôn. Đấy. Mấy mà lại ra trái đâu. Đây. Bưởi ra quả này. Quả này các bác. Đây. Đấy, về trồng có khi là có quả ngay. Các bác về trồng có quả ăn ngay. Nói vậy chứ các quả này các bác phải bỏ nó đi nhá. Không để được đâu. Rồi thế các bác nhá, em tranh thủ em cắt đây. Trời oi quá. Nóng quá các bác. 34-35 độ. Nóng lắm. Rồi, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe nhá. Làm kinh tế thật thành công nhá. Chào các bác nhá. Ý quá, này. Úi trời, non đi, nên là già em bỏ rồi. Đây, trái non. Đây, cái đít của nó này. Đó, cái đít của nó phải bằng. Đít của nó phải đẩy lên bằng, hai nó phải đen. Núm núm rốn là phải đen xì cơ thì nó mới là bưởi già. Ở đây nó đang trắng này thì nó đang bưởi non này, cái này bổ ra không có gì đâu. Rồi, ok, chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài bưởi diện cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.